Hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bề trên ban phúc, vận hạn tiêu tan, gặp may liên tiếp, trúng số bất ngờ, tiền vàng ào ào kéo đến, giàu có hơn người. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, để giành chiến thắng trong cuộc đời này, ta sẽ phải trả giá toàn bộ những gì mình có thể. Nó là máu, là mồ hôi, là nước mắt, nó là những tháng ngày phải kỷ luật, kỷ cương, nó là những thời điểm phải mòn đi cái tự trọng của bản thân, phải lì lợm trước những lạnh nhạt của người đời. Nhưng đổi lại, cái phần thưởng chúng ta nhận sẽ thật đáng để đánh đổi lắm thay. Vấn đề là có bao người có thể kiên trì đến tận cuối con đường. Tổ tiên xưa có câu, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Vì vậy, cuộc sống một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Trong số 12 con giáp có tuổi Tân Hợi được trời sinh có tính cách tuyệt vời. Họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý mà còn hiểu được cảm xúc người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, sóng gió hay trông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Tân Hợi là con giáp cực kỳ may mắn. Theo luận giải tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, các nhà tiên tri chỉ rõ, nếu tuổi Tân Hợi lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường, vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Tân Hợi thân mến, thế giới này từng đen tối với Tân Hợi, nhưng cái tối tăm đấy không phải là vĩnh hằng, rồi trời sẽ lại sáng, rồi trời sẽ lại nắng, rồi mọi sự sẽ lại trong xanh, rồi phía xa sẽ thấy cầu vồng chờ bạn, cho đáng những ngược xuôi, xứng với chiến đấu can trường của Tân Hợi suốt những ngày dài. Rồi một ngày Tân Hợi sẽ được yêu, rồi một ngày Tân Hợi sẽ được thương, rồi một ngày Tân Hợi sẽ được quan tâm, rồi một ngày Tân Hợi sẽ không còn cô độc, rồi một ngày Tân Hợi sẽ hiểu cái gì xảy ra là gì nó cần phải xảy ra. Nó có thể khiến Tân Hợi mệt mỏi đôi chút, khiến Tân Hợi suy tư dài phần, nhưng tất cả là để kiện toàn hoàn mỹ. Cái bức tranh vĩ đại của nhân sinh là sự chuẩn bị cho những điều cát lành mà Tân Hợi xứng đáng được hưởng sau bao nhiêu ngày vất vả ngược xuôi, nên hãy cứ khóc đi. Nếu Tân Hợi đang chán nản, hãy cứ cười lên. Nếu Tân Hợi thấy cay đắng rồi cứ bình lặng đi. Khi bị hoang mang phủ đầy tâm trí thì càng là lúc tối tăm tuyệt vọng, cũng tức là thời điểm ánh sáng đang cận kề rồi. Đừng để nỗi đau ở quá khứ hay cái không rõ ràng, sợ hãi về tương lai phá hỏng sự yên bình và kiên trì của bạn ở hiện tại. Và nhớ rằng, không ai có thể truyền lửa hay động viên hay tiếp xúc, tiếp lời cho Tân Hợi mỗi ngày cả. Kỷ luật là thứ mà Tân Hợi bắt buộc phải duy trì, để đợi lấy ngày ngẩng đầu nhìn trời quang minh gửi đến Tân Hợi, một người đang bần thần lạc lối, mọi việc rồi sẽ ổn mà thôi. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thuộc hành kim trong ngũ hành với thiên can tân, cũng thuộc kim biểu trưng cho sự sắc bén, quyết đoán và chính trực,
kết hợp với con giáp Hợi, biểu tượng của sự hiền lành, độ lượng và thấu hiểu. Tuổi Tân Hợi mang trong mình những phẩm chất của sự cứng rắn và lòng khoan dung. Người tuổi Tân Hợi thường có tính cách hiền lành, nhân hậu và rất đáng tin cậy. Họ là những người luôn biết lắng nghe và thấu hiểu, mang trong mình một tâm hồn rộng lượng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thiên can Tân giới yếu tố kim giúp họ có sự mạnh mẽ, quyết đoán trong những quyết định quan trọng, nhưng đồng thời cũng giữ được sự khéo léo và tinh tế trong cách xử lý các vấn đề. Những người tuổi này thường rất trung thực và chính trực. Họ coi trọng sự công bằng và luôn cố gắng sống theo nguyên tắc và chuẩn mực của mình. Con giáp Hợi mang đến cho họ sự hòa nhã và khả năng tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Họ không bao giờ phán xét người khác một cách vội vàng và luôn cố gắng nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ khác nhau. Họ là những người sống chan hòa, ít khi gây xung đột và luôn tìm kiếm sự yên bình trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, người tuổi Tân Hợi đôi khi có thể trở nên quá nhún nhường và dễ bị lợi dụng. Sự hiền lành và lòng khoan dung của họ có thể khiến họ trở thành mục tiêu cho những người không chân thành. Họ cần học cách bảo vệ bản thân, biết nói không khi cần thiết và giữ vững lập trường trong những tình huống khó khăn. Đồng thời, họ cũng cần học cách cân bằng giữa lòng nhân ái và sự quyết đoán để tránh bị mất đi sự tôn trọng từ người khác trong hành trình cuộc đời. Người tuổi Tân Hợi hiểu rằng lòng nhân ái và sự độ lượng là những phẩm chất quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự mạnh mẽ và khả năng tự bảo vệ bản thân. Họ nhận ra rằng, để thực sự hạnh phúc và thành công, cần phải biết cân bằng giữa sự mềm mại và sự cứng rắn, giữa lòng nhân hậu và sự quyết đoán. Họ học cách giữ những giá trị bản thân, không để bị ảnh hưởng bởi những áp lực từ bên ngoài và luôn hành động theo đúng lương tâm và nguyên tắc của mình. Người tuổi Tân Hợi cũng hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là về việc làm hài lòng người khác, mà còn là về việc chăm sóc và yêu thương chính bản thân mình. Họ học cách đặt ra những giới hạn và bảo vệ bản thân trước những tổn thương không cần thiết. Họ hiểu rằng, chỉ khi họ thực sự vững vàng và bình an trong tâm hồn, họ mới có thể mang đến sự yên bình và hạnh phúc cho những người xung quanh. Trong các mối quan hệ, người tuổi Tân Hợi luôn cố gắng duy trì sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự tin tưởng, đồng cảm và sự công bằng. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là những người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng gánh vác và giúp đỡ người khác khi cần. Người tuổi Tân Hợi với sự kết hợp giữa lòng khoan dung và sự quyết đoán là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và nhân hậu. Trên con đường nhân sinh, người tuổi Tân Hợi không chỉ hiền lành và độ lượng, mà còn biết cách giữ vững giá trị bản thân và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa lòng nhân ái và tinh thần quyết đoán đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Tân Hợi, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, bình an và trọn vẹn. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, lúc này, sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khí trời chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ sâu. Bạch lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dượng, kim sinh thủy, nên những tuổi mệnh kim và mệnh thủy sẽ chuyển tốt, những mệnh kỵ và kim kỵ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi. Như vậy, tổng thể có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch có thể thấy, Tân Hợi phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca, thức khuya. Tuy nhiên, bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu, cứ siêng năng và cố gắng hết mình rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay vào thời điểm này. Những công việc Tân Hợi phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt, điều này sẽ khiến lãnh đạo nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Người tuổi Tân Hợi bước vào từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch khá tốt, bản mệnh nên tận dụng cơ hội này. Nhiều các tinh che chở, người tuổi Tân Hợi hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ, thiện đức hợp quý nhân. Dù nam hay nữ thì đều sẽ gặp chuyện tốt, tính tình lương thiện, tốt bụng, nên gặp khó khăn đều sẽ có người đứng ra giúp đỡ. Chính ấn các thần cũng đem tới niềm may mắn về sự nghiệp và công việc, chủ gặp hung quá cát, tượng trưng cho phúc khí và quyền lực. Riêng về hung vận thì người tuổi Tân Hợi cần thận trọng, hung tinh thiên cẩu chủ dượng tương hình tổn thương, gây nhiều họa hại. Người tuổi Tân Hợi không nên mất cảnh giác. Chính ấn hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Tân Hợi được diễn ra theo đúng kế hoạch, dù lúc trước khi thực hiện bản mệnh vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi.
Cuối cùng thì bạn cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Nếu ai đủ xuất sắc sẽ có bước tiến khá vững vàng. Nhìn chung, tổng quan tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, thầy tử vi nhận định đây là thời điểm mà thực sự Tân Hợi làm việc rất hiệu quả. Tuổi Tân Hợi cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ và tìm hướng xử lý. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn Tân Hợi bằng ánh mắt biết ơn nhé. Tuy nhiên trong thời điểm này, mọi người được thỏa thích vui chơi thì Tân Hợi lại lo lắng về sức khỏe vì đang có dấu hiệu giảm sút. Vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động nên dễ khiến xương cốt thoái hóa. Bản mệnh nên điều chỉnh lại lối sống sao cho lành mạnh hơn. Nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và điều độ. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là dưới phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi cho thấy Thiên Vũ Các Tinh xuất hiện là cơ hội để làm điều gì đó mà từ trước đến giờ Tân Hợi chưa có cơ hội thực hiện. Điều này có sự tương đồng với mong muốn trải nghiệm những hành trình mới mẻ, thú vị, khác biệt với sự quen thuộc thường thấy. Hãy tự tin thế bản thân nhé. Đây là một tháng mà thật sự Tân Hợi làm việc rất hiệu quả cả về chất lượng lẫn số lượng. Có thể khi làm điều gì đó mới có chút thử thách, bạn cảm thấy hào hứng hơn, nhiệt tình hơn. Tuổi Tân Hợi cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ, tìm hướng xử lý. Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn Tân Hợi bằng ánh mắt biết ơn nhé. Điều đặc biệt là Tân Hợi tìm được niềm vui trong công việc. Ngay cả những thứ tưởng chừng như xấu xí nhất hiện diện trước mặt bạn cũng có sức cuốn hút riêng. Chỉ cần là Tân Hợi quan tâm đến chúng, hãy làm mọi thứ bằng trái tim mình. Khi Tân Hợi có sự kết nối chặt chẽ với chiều sâu tinh thần của mình và có thể phát huy sức mạnh tương tự ở những người xung quanh. Tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch dự báo đến người tuổi Tân Hợi là sẽ có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn. Tất cả đều nhờ các tinh tam hội mang tới. Tam hội các tinh xuất hiện trong tử vi thời điểm này của tuổi Tân Hợi mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu dễ dàng, tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại, bản mệnh xử lý việc nào ra việc ấy, con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ có tính tình lạc quan, vui vẻ mà Tân Hợi dễ và tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp Tân Hợi dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, Tân Hợi có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hội còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tân Hợi sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, Tân Hợi còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung thời điểm này, bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực, cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy Thiên Cẩu hung tinh có thể mang tới một số thông tin không dễ chịu cho lắm, như là giá chứng khoán giảm, thị trường đang lao dốc, hoặc có thể là một số chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện, hay một rắc rối tưởng chừng đã thuộc về quá khứ sẽ quay lại làm phiền đến Tân Hợi lúc này. Bản mệnh cần tỉnh táo, tốt nhất là đừng tìm những giải pháp mang tính tạm thời, hãy giải quyết chúng triệt để, trực diện, nếu không Tân Hợi sẽ còn đau đầu dài hơn. Các vấn đề tài chính đòi hỏi bạn phải xử lý một cách chặt chẽ, ổn thỏa. Do đó, cần thẳng thắn và rõ ràng trong suốt quá trình diễn ra những tình huống mà đôi khi vì thế Tân Hợi cảm thấy đau đầu. Liên quan đến việc chi tiêu, đầu tư sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi Tân Hợi tìm thấy mình có thêm được sự mở rộng về thời hạn và không còn phải chịu những áp lực mà bạn đã phải trải qua trong những ngày đầu. Hãy chọn những nhiệm vụ mà Tân Hợi yêu thích, phần còn lại thì để sau. Tân Hợi có biết mình là con giáp giỏi đầu tư, tương lai nhất định phú quý hơn người,
Nhưng khi có lục bạch bay về phương chính bắc, báo hiệu vận may phát tài sẽ đến với Tân Hợi. Với tài trí và sự nhanh nhạy của mình, chắc chắn Tân Hợi sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này đâu. Các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, tuổi Tân Hợi nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Tân Hợi có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong thời điểm này, Tân Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần Tân Hợi luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, thì phần thắng sẽ thuộc về phía Tân Hợi. Tài lộc cũng đã có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn và hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn. Trước tam hội, báo hiệu thời điểm này mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Tân Hợi. Bản mệnh càng mạnh dạn kinh doanh, đầu tư càng dễ sinh lời, sinh lãi. Tất nhiên, kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn. Bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tình cảm bình ổn, nhưng chưa phải là giai đoạn rực rỡ của người độc thân. Anh chị Tân Hợi vẫn chưa đủ niềm tin để mở lòng với người khác giới. Tân Hợi vẫn đang muốn tìm lại trạng thái cân bằng trước khi bắt đầu chuyện tình cảm mới. Với những cặp đôi, đây là lúc mà Tân Hợi nên có sự tách rời với một nửa của mình một chút. Bởi vì sự gắn kết quá chặt chẽ đôi khi không phải là một điều hay cho mình và một nửa thời gian để cả hai cùng có những cảm nhận riêng trong đời sống thì hơn đấy. Tâm trạng của con giáp tuổi Tân Hợi thời điểm này không được tốt lắm, nhất là người độc thân. Tuy nhiên, nhờ tam hội mà Tân Hợi có được những khoảng thời gian bên gia đình, đem lại cho bạn sự xoa dịu phần nào. Họ là nơi bình yên để Tân Hợi tìm về, giúp Tân Hợi khỏa lấp được nỗi trống vắng trong lòng mình. Ngày Trung Thu, hãy lựa chọn ở bên người thân. Nhờ thế mà bạn bước qua được những căng thẳng, muộn phiền trong công việc và giải quyết mọi vấn đề tốt hơn đấy. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Để cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, con giáp tuổi Tân Hợi có thể tìm nhiều hoạt động hơn để tham gia và đừng quên rằng, các hoạt động ngoài trời có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bạn trong thời điểm này. Thay vì chạy trong phòng gym, Tân Hợi nên chạy ở công viên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, yếu tố tinh thần cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Tân Hợi nhớ đừng vì căng thẳng công việc quá mà nhiều đêm mất ngủ, nên biết cách gạt bỏ bất lo toan trước khi lên giường đi ngủ. Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi. Như thế, Tân Hợi mới có thể có được sức khỏe tốt. Giữ cho bản thân tích cực vận động mỗi ngày, giúp khỏe mạnh cả về thể chất, trí não và tinh thần, đặc biệt là trong thời gian giao mùa. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Tân Hợi sinh năm 1971? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày 1, cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Đầu tiên, là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Xem tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, trong thời điểm này nhờ sự giúp sức của các tinh tử vi, có thể nói đường sự nghiệp, tiền tài, công danh của con giáp này đang trên đà đi lên, sự nghiệp được kỳ vọng sẽ có những thay đổi tích cực và cơ hội phát triển. Tân Hợi có thể gặp một số cơ hội việc làm hoặc dự án mới. Điều này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Đây là khoảng thời gian thích hợp để mở rộng làm ăn, gieo giống cây trồng hoặc sàng lọc nhân duyên. Ngày thứ năm là ngày dưỡng tài nhất của Tân Hợi. Nhờ tam hội soi sáng, muốn mua xe, mua đất, khai trương hay nhập hàng thì chọn ngày này để lấy lộc. Tân Hợi có thể nhận thêm thu nhập từ những công việc lặt vặt, chịu khó một chút thì sẽ có tiền tiêu hàng ngày. Về mặt mối quan hệ, nếu bản mệnh đã có người yêu thì thời điểm này sẽ là cơ hội tốt để bạn tiến xa hơn. Có thể có sự hàn gắn trong mối quan hệ bạn bè hoặc cha mẹ với con cái, nên mở lòng để mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên, đừng kiêu ngạo quá mức. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, trắng. Con số may mắn: 67,
22, 85. Tử Vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Sao Thái âm nhập mệnh, giúp tuổi Tân Hợi may mắn trong cuộc sống, bớt được nhiều áp lực và có tinh thần lạc quan, phong lưu hơn. Được sự nghiệp thuận lợi nhất là những Tân Hợi có giờ sinh vào ban đêm thì sẽ được lộc nhiều hơn những người khác. Kỹ năng giao tiếp tốt có thể khiến khả năng giao tiếp của bạn trở thành nền tảng của thành công, đặc biệt là những người kinh doanh hoặc làm văn phòng, vận may tài lộc chậm chạp. Hãy cẩn thận trong việc quản lý tài chính vào những ngày cuối, tuy nhiên khoảng thời gian đầu thì tiền bạc khá dồi dào. Hai ngày đầu thời điểm này là ngày lành để con giáp này gửi tiền mua vàng, rút tiền hoặc mua bán xe cổ, đất đai, sẽ có tổ tiên phù trợ. Về chuyện tình cảm, bản mệnh cảm xúc lúc nóng, lúc lạnh, chuyện tình yêu không ổn định, mạo hiểm là điều không nên xuất hiện trong vấn đề tình cảm. Khuyên nam tuổi Tân Hợi hãy thật cẩn thận, nữ tuổi này khá dượng duyên, ăn nói khéo léo, được lòng người lớn tuổi, dễ gặp được ý trung nhân trong thời điểm này. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Sửu. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 80, 66, 49 và 32. Bí quyết cải mệnh của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này. Người xưa đã trải qua cả đời người để đúc rút kinh nghiệm truyền lại cho ta, họ lại càng hiểu rõ tài vận của đời người là đến từ đâu, nên mới nhận định việc giàu sang phú quý không đơn giản đến từ nỗ lực hiện tại mà thành. Nghe tới từ mệnh, ta hay nghĩ đó là do trời ban, thế nên mới có câu sống chết có số, phú quý do trời. Trong mệnh chỉ có 8 phần đấu, thì dù có đi khắp thiên hạ cũng không thể làm đầy được cả đâu. Theo đó, ta tin rằng ai cũng có mệnh của mình và vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Mạnh Tử từng nói, bạc chi ghi, nhi ghi giả, thiên giả mặc chi, trí nhi trí giả mệnh giả. Việc mình không cố ý làm mà thành đó là do ý trời, vậy việc gì mình không mong cầu mà tự nhiên tới, đó là do mệnh trời. Vậy nói là trời định cũng là để hình dung rằng việc này khó thay đổi, mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, ta không thể tác động. Thực ra, bản chất của mình lại là do chính chúng ta tạo ra từ muôn kiếp trước, ngàn đời trước mà ta chẳng thể nào nhớ nổi. Đó chính là nhân cách chằng chịt từ kiếp này sang kiếp khác, tạo thành quả chắc chắn khó lay chuyển, thay đổi ở trong kiếp này. Vì thế, nếu ta có cố gắng đi ngược lại, trở nên tham lam, dơ ghét của cải của mọi người về mình, sẵn lòng hại người, bất chấp luân thường đạo lý để khiến bản thân giàu có, thì đó cũng là thứ tạm bợ. Nếu có đạt được thì sẽ có lúc gặp họa và tiền bạc tiêu tan hết. Người xưa tin rằng toàn bộ tài sản của con người có được trong cuộc đời này là vì phúc báo mà có. Chúng cũng là đã được định sẵn từ trước. Một người có nhiều của cải, hơn nữa phải có đức hạnh thì của cải ấy mới được lâu dài. Thực tế là những ai giàu trong một đêm thì người đó không thấy tiếc tiền khi mua sắm so với tiền do sức lao động của mình làm ra. Họ có dung tiền cho bất cứ việc gì cũng không thấy xót xa. Những đồng tiền ấy nhanh đến và nhanh đi. Điển hình nhất đó là nhiều người trúng số độc đắc nhưng không hạnh phúc. Ngược lại, cuộc sống lại trở nên tồi tệ hơn, bởi vì cuộc sống không có đường tắt, hạnh phúc phải được vun đắp từng bước mới thành. Nên hiểu rằng bản thân chỉ bê được hòn đá 5kg, nhưng tham lam bê viên 20kg thì cẩn thận nó rơi gãy chân, cuối cùng chỉ vì không biết lượng sức mà tự gây tai ương cho mình. Muốn tham lam, trục lợi ắt hẳn chẳng thể dài lâu. Đúng là nghị lực cũng là một yếu tố quan trọng để cải thiện vận mệnh. Nhưng thực ra, trong phạm vi một kiếp thì cũng cải thiện ở một mức độ nhất định, khó có thể vượt quá ngưỡng. Tuy nhiên, người nào lúc đầu có nhiều phước về tiền bạc, cũng đừng vì thế mà chủ quan. Nếu trở nên lười nhác, không lo làm ăn, không làm mà có ăn thì tiêu hao hết phước lúc nào không hay, cuối đời nghèo khó, cô độc. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.